chó này, bố nó này, bố nó biết là chú này mẹ Bắc Giang chủ người đâu, nhưng mà nhá lên này đừng mà mẹ mày thái độ của đấy chó à, mẹ mày anh ta đi ngoài đường mẹ mày bao thằng đứa bên nào đấy. CLMM.cafe ghép sai chơi chắn lẻ Momo uy tín số 1 Việt Nam, tỷ lệ 2.5 cao nhất thị trường, top thắng tuần lên đến 5.500.000 đồng, chiến ngay tại CLMM.cafe. Em xin biết em đã thẳng mặt cho nó em nhé. Lúc đấy thì không bảo em không hỏi anh nhé. Bây giờ anh gọi là sao nói chuyện luôn đi. Để em xem tính như nào. Nó muốn như nào. Anh gọi nó từ sáng nhưng mà nó không nghe, hiểu chưa? Anh em cứ bình tĩnh, tí anh sẽ gọi ra đây nói chuyện với anh mày. Nói chuyện với anh em đây. Được chưa? Còn không là tao không rồi đấy. Bây giờ mẹ đang nói nghe nó như thế rồi, bây giờ mày nó trong cái thằng Tùng nữa. Thằng Tùng thì nó đã đeo tích từ lâu rồi. Thì em bảo rồi, em xin phép, nếu mà nói ấy. Mà em chỉ chớm em chỉ bị làm gì thôi. Anh hiểu chưa? Em chớm cái này em bị làm gì thôi. Không cần anh bị thảo nào, nó kéo lên đây anh đánh chết luôn. À ừ, thì anh cứ nói thế mà. Còn nhé, sau cái câu chuyện mà tao sẽ đưa nó sang đây nói chuyện với mày đúng không? Nếu sau hôm đấy mà nó vẫn đưa người, vẫn cố tình đưa người sang để đánh mày ấy. Được. Mày thích làm béo mày làm. Được chưa? Luôn tao đéo ra nữa, tao đéo cả chúng mày nữa, chúng mày thích làm béo mày làm. Được chưa? Được. Còn bây giờ mày đang cùng với mấy em phải ngay. Đúng về mày có tôn trọng anh không? Thế bây giờ, mày cứ sườn sườn thế làm gì? Thế mày cầm dao một kiếm sang nhà nó thì bây giờ mày đánh nó ở nhà thì bây giờ tao nói thật. Thế bây giờ bố mẹ nó ở nhà, bố mẹ nó báo công an thì ai chịu? Thế mày chịu hay là anh em đều chịu? Ngu đấy nhở? Ok, nói thế thì rồi, nhưng mà anh sẽ nói được gì ạ? Đấy ok em, đấy. Này anh Tùng nó bảo anh Tùng của anh em. Anh em biết là Tùng này nó sống như nào, nó phải sống như mấy làm đứa bao cẩn, anh hiểu không? Còn ý, mình nói thật sự luôn này, hôm nay nha, chiều nay mình sẽ bắt thằng Long Em sang nói chuyện với Công và mấy em đây. Sau câu chuyện đấy, nếu thằng Long Em nha, mình cứ nói luôn, nếu thằng Long Em ấy mà nó vẫn cố tình mà nó kéo người sang để đánh Công ấy, thì lúc đấy mình sẽ không can thiệp nữa anh em nha. Đấy là chuyện riêng của hai nó, chúng thích làm gì nó làm. Mình nói thật với anh em như thế luôn, nói câu xanh dần để cho anh em biết. Không đến lúc anh em lại bảo là mình bênh thế này hay kia, mình chỉ muốn là anh em trong game không xích mích, không va chạm thế thôi. Còn nếu bọn chúng nó cố tình thì thôi, không được mình xin phép mọi người mình nói luôn rồi đấy, để cho anh em biết. Đến lúc mà anh em trách mình bảo là mình thế này thế kia anh em nhá. Nói chung là ok anh em, bây giờ mình sẽ quân mấy em ở đây nha. Bây giờ anh sẽ sang nhà nó quỳ cho anh gọi của nó sang đây nói chuyện với anh em. Nha mọi người nha. Quay anh Tùng Quan rồi. Quay anh Tùng Quan á? Quay anh Tùng Quan nó về rồi. Thế chúng mày gọi là chơi anh tao không mà chúng mày làm mày cắt lít là về đấy. Chơi nào, để tao nói mày nghe. Anh em tao nếu phải là sợ như nào là mày hiểu chưa? Nhưng mà ấy, nhà anh em có việc thì nó về thôi. Còn bảo là tao ở trên này tao giải quyết. Còn hôm nay tao sai để tao nói, tao gọi anh Long Em sang đây để tao nói chuyện. Là ý mày muốn như thế nào? Bây giờ bố mày không thích mày ở nhà tao nữa. Đây là nhà anh em tao thuê, đã phải nhà mày này được chưa? Anh em mày thuê à? Đúng luôn. Mày nói cái gì đúng, bây giờ mày nói đúng. Ừ. Và cái mày biết cái sai này gì không? Cái sai của mày mẹ mày theo tao ấy, mày có biết không? À. Mày có biết không? Thế à? Thế hôm nay mày ý của mày là tao gọi mày sang đây để nói chuyện mà bây giờ mày mẹ ý mày muốn mày chả có nói chuyện mày cả. Bây giờ tao chỉ biết là Quang Minh Tuấn đâu. Quang Minh Tuấn á? Đúng luôn.
Tao giấu nó rồi. Thế này chúng mày mẹ mày chơi anh tao xong này, chúng mày mẹ mày là cắt đi trốn về quê. Tao giấu nó rồi. Mẹ ba là Bắc Giang mày thế à? Ừ, mà tao chơi nào thì chúng mày tự biết. Thế nói mày này, thế bây giờ mày ý mày như nào? Tao nói mày này, lâu từ lâu này. Tao nói mày này, anh em tao ở đây. À, bọn mày lưới Bắc Giang lên đấy. Tao đéo quan trọng của mày đâu luôn. Ủa mày đéo có biết chúng mày thế nào? Tao chẳng biết mày. Nhưng mà ấy, lên trên này ấy, mẹ mày cắn anh tao xong tao biết về. Mẹ nghĩ sao mà? À? Cắn anh em, cắn anh tao xong cấp đít đấy. Ai cắn ai? Hả? Ai cắn ai? Là mẹ à, chứ mày chơi đây của mẹ mày ngang đường nhá. Này. Bố mày nói mày nghe mày là bảo đấy. Không được đánh là không được đánh. Tao đánh bố mày mà. Mày đánh tao như nào? Mày đánh tao thì sao như nào? Bố mà bố mà. Bố nói này, bố không biết là chỗ này mẹ Bắc Giang rủ người đâu, nhưng mà nhá, lên cái này đừng mà mẹ mày thái độ rồi đấy, chó à. Mẹ mày anh ta đi ngoài đường, mẹ mày bao thằng đứa bên nhau đấy hả? Mẹ mày còn đòi bằng chứng á? Đi hộ tao anh. À, một mình anh tao đi mày đòi bằng chứng á? Không mọi mày đánh anh. Mẹ mày là bạn đông người anh cả lòng á, con chó này. Nè. Mẹ bố mày này, ông bố tướng thì mẹ chỉ ở Bắc Giang thôi. Mẹ đi về đây đánh lên mẹ à mày đừng mờ mày. Mẹ à mày thái độ đấy. Liệu hôn gọi mẹ công lên tôi là thằng còn mẹ chỗ mẹ có anh tướng quần thôi. Mẹ bỏ bố mày thôi, bố biết. Mẹ người đứng bố giết mày con chó à. Mày hai người kia cũng lên xin lỗi anh tao, quỳ xin lỗi anh tao nha. Mẹ à mày bố cho chúng mày biết luôn. Mẹ gọi anh chó ấy. Lên nhà anh còn xin lỗi mày. Mày à mày, mày đừng mày à mày, mày giấu đâu hả? Mày giấu đâu? À? Mày giấu đâu? Mày giấu đâu? Mày giấu đâu? À? Mày à mày bố mày đánh người ta xong mày cắt đi trốn à? Bố mày không biết mày à mày đại ca đấy công như nào? Mày à mày náo ấy? Mày à mày náo anh em tao thôi? Mày à mày buồn đấy? Cố chúa không mèo giờ là nấu cao hết rồi. Mày à mày. Ê! Ngồi lại đó chơi anh tao. Ngồi lại. Mày ơi. Mày bật ra. 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 Hả? Bố mày con này. Mày gỗ đâu. Mày gỗ Bắc Giang thôi. Mày lên Thái Nguyên nhá. Mày trả cái đéo đâu cho. Mày anh tôi anh lớn cái đéo thì. Mẹ em điều hồn nhá. Bảo hai chối kia mày. Mẹ mày xin lỗi anh tao. Mẹ gọi nó lên. Đã mày xin lỗi mày với tao. Mẹ mày từ ngày nào mà tao không công với ai thế. Mẹ tôi. Mẹ mày. Mẹ nhớ mặt anh em bố mày. Thế mày mày như nào hả Quỳnh? Hả? Như nào tự nhiên nhà em đang việc anh chửi em ấy, chả biết chuyện gì luôn. Thế vừa đấy mày có thằng Lam xem cái nào Long em vào đây đánh thằng công với Tử phải không? Đánh như nào? Vừa đánh xong này. Cãi đi. Cứ chú đánh là do ai bảo à? Thế sao lại cho nói luôn bảo là mẹ ai đánh hay đánh Văn Quỳnh? Đâu cái chuyện của ông với thằng Long. Bây giờ mẹ nó đánh. Bây giờ mẹ bảo tôi bảo nó đánh. Đánh tôi không nhớ bên đầu luôn câu chuyện nào luôn không ạ? Này. Nó không đánh em tôi sao em nó nói đâu đánh thằng nào đánh Văn Quỳnh đánh nào? Ừ. Thế chúng mày để tao nói không? Cái nhất này để em tao nói từ đầu cuối. Sáng nay lúc tao sang bên này, tao nói chuyện với công với mấy anh em đây. Tao bảo để tao về, tao gọi mày với thằng Long sang để nói chuyện. Có mỗi chuyện bé tí bây giờ chúng mày làm to tướng lên. Như thế chúng mày hay em à? Hả? Em nói mày này, chuyện đấy thằng Long em với thằng Lam xem rồi đánh, không biết. Em đang nghe anh đầy việc đây. Bây giờ mẹ chú đánh này, còn gọi tên điện bảo lại nhắc tới em, hay như nào? Em được đánh được không? Còn cái chuyện nó dẫn cho Quang Anh với thằng Tuấn đánh em nhá, em chưa xử đâu, chưa? Xử á? Xử á? Xử cái mày 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 xử mày chưa? Mày thôi! 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 Mày thôi!
chuyện của nó bị đánh như này ấy, em không biết. Nếu mà em ấy đã đảm bảo không đánh, em bảo nó đánh chết được mày chó luôn đấy nhá. Căn nhất mày ấy, chả như con ruồi mày bênh bọn con anh thằng Tuấn. Mày dẫn nó xuống cổng người ta, mày gọi tao ra để cho chúng nó đánh tao. Mẹ ơi, tao ấy, còn sao tao phải xui bọn nam như là người nam làm gì. Tao ấy, nếu mà tao sẵn bốc mày, tao lên tao luôn đấy không. Tao ruồi mày đánh mày kiểu đấy. Không, bây giờ nha, bây giờ tao hỏi mày một câu này. Thế là mày cay cú cái vụ mà thằng Công nó dẫn thằng Quang Anh với thằng Tuấn con xuống cổng mày phải không? Em nói bậy mày. Mày gọi thằng Lam Chen với thằng Long em về đánh nó phải không? Tao bảo một câu. Vừa đấy là em không gọi thằng Lam thằng Long nhá. Em chưa hề bảo thằng Lam với thằng Long có nào. Còn ấy, cái chuyện thằng Long thằng Công này dẫn cái thằng Tuấn con về Quang Anh xuống nhà em ấy là em chưa bị xử đâu, chưa? Hết thằng nào đánh mày mà bây giờ mày bảo Quang Anh với Tuấn con đánh mày. Mày hôm đấy được Quang Anh với thằng Tuấn con mẹ út tao về quán thằng kia. Tao bảo mày đi vào.